Hôm nay 30 tháng 10 2023, quân Linh Mỹ Tho xin báo cáo cùng với quý mạnh thường quân về chị Bông ở nhóm tang tế sự không đồng. Hôm nay là trích cái tiền quỹ của nhóm tang tế sự ha, đại diện quý mạnh thường quân trao yêu thương cho hoàn cảnh của em Tiên và cháu ngoại Tiên 300.000. Thầy thì hôm nay đi cũng có thầy trao cho em nó 100.000 với lại hộp sữa. Cảm ơn quý mạnh thường quân, cảm ơn thầy đã đồng hành. Rồi sao hôm nay đi bán vé số hả, được không? Dạ, bán ế quá trời, có bữa hôm rồi lớp người ta bị người ta rút vé mất hoài lên đây. Sao mày bán mà để người ta rút vé là sao? Đi sáng cầm đưa rồi nó đếm mà 20-30 vé mà nó nói mười mấy vé rồi đi hồi rồi bắt thì đầu mình đếm lại đi hồi đâu có dám đếm, sợ mất đồng người ta không mốt tao không có mua nữa. Rồi đi hồi cái thấy nó mỏng mỏng rồi mới dở ra đếm rồi thấy mất rồi thôi. Linh bye bye vé. Rồi cảm ơn em nha, cảm ơn quý mạnh thường quân.